Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực marketing và quản trị hiệu quả doanh nghiệp trên nền tảng số. Hơn 90% người tham gia khóa tập huấn này là người đứng đầu các doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên thời sự. Khóa tập huấn diễn ra trong một ngày 25 tháng 9 với rất nhiều nội dung được diễn giả Lê Nguyễn Hồng Phương, Chủ tịch BIT Group chia sẻ. Đó là những bài học và mô hình thực tế từ Singapore như cách làm nào để xây dựng hệ thống tự động kinh doanh và quản lý bằng chuyển đổi số thực chiến, cách làm nào để định vị khách hàng và xây dựng chân dung khách hàng, lựa chọn nền tảng số nào để bứt phá doanh thu, tăng hiệu quả tiếp cận khách hàng trên nền tảng mạng xã hội, tự động hóa marketing và vận hành doanh nghiệp v.v. Qua đó sẽ giải quyết hai vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm, đó là hiểu đúng về chuyển đổi số và ứng dụng được chuyển đổi số trong marketing, bán hàng và quản trị doanh nghiệp. Bây giờ chúng ta không thể nào mà kinh doanh theo cái kiểu truyền thống là truyền miệng hoặc là quen biết, mà chúng ta phải thể hiện bằng cách là doanh nghiệp của chúng ta là có cái gì, là lãnh đạo phải thay đổi trong tư duy, thay đổi trong suy nghĩ và thay đổi trong mọi hành động để mà điều hành doanh nghiệp. Chúng ta không thể tự thay đổi được, mà chúng ta phải thay đổi bằng cách là đi học. Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết, bình quân mỗi tháng, trung tâm tiếp nhận trên dưới 2.000 yêu cầu hỗ trợ từ phía doanh nghiệp thông qua nhiều kênh khác nhau. Trong đó, chuyển đổi số là một trong những nội dung quan tâm lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay. Hiện nay những cái khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, trung tâm ghi nhận được từ rất nhiều nguồn. Thông qua các chương trình đào tạo này cũng là một nguồn. Ngoài ra thì Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp ghi nhận những cái khó khăn tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp ở tại tổ một cửa của trung tâm hành chính và tại trụ sở. Hầu hết đa phần thì những cái khó khăn vướng mắc này cũng được phản ánh qua điện thoại, qua fanpage, qua cổng thông tin điện tử của thành phố. Để từ đó thì trung tâm có thể là tổng hợp được những cái khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, giúp nắm bắt những thông tin cần thiết liên quan đến quy trình đầu tư ra nước ngoài, v.v. Hiện nay trung tâm triển khai hỗ trợ đối với các vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn đối với các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.